Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hết lẹt, Hoàng Văn Hưng quyết kháng cáo kéo hết viện kiểm sát vào vòng lao lý. Không ngờ chung cuối thò tay giàn xếp, 4 bản án trung thân trước đêm xét xử. Thưa quý vị, quá giống động và thoát tim khi dư luận cả nước đã tận mắt chứng kiến bốn bản án trung thân đầy ngoạn mục, nhưng ẩn chứa phía sau vẫn là cả một đường dây tổ chức chạy án từ địa phương đến tận trung ương, mà chắc chắn lửa lo của Tổng bí thư không thể giải quyết triệt để trong ngày 1, ngày 2. Nhưng nó vẫn bùng lên dữ dội trong bất cứ thời điểm, hoàn cảnh nào. Hai tuần vừa qua, bị cáo Phạm Trung Kiên, người đã nỗ lực tối đa làm tất cả những gì có thể để níu kéo lại cuộc đời. Câu hỏi đặt ra Tại sao hội đồng xét xử đã quay xe xóa so án sợ cột cho Phạm Trung Kiên? Phải chăng họ cảm động, nhất là thái độ của Kiên rất ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo. Kiên đã trả lại cho doanh nghiệp 12 tỷ đồng và gia đình Kiên đã nộp lại 30 tỷ đồng. Hay đây là kế hoạch trong một âm mưu to lớn khác để truy tìm và tóm gọn các vây cánh triều đình? Câu chuyện bố Kiên và bố vợ của bị cáo Kiên là những người đã có công với cách mạng. Người ta đánh giá bản chất Kiên chỉ vì tham quá hóa liều, nhưng điều đó có thực sự đúng hay chỉ là yếu tố giảm nhẹ mà phía tòa án giản xếp? Phải công nhận đây là một quyết định đúng đắn, hợp lý hợp tình của hội đồng xét xử, bên cạnh đó là hội đồng xét xử có một hành động hết sức căng thẳng và tỏ ý muốn trừng phạt thích đáng điều tra viên Hoàng Văn Hưng vì dám cãi và bật lại hội đồng xét xử, mặc dù anh cãi rất hay, đáng nói là cơ quan điều tra không tung ra bất cứ một bằng chứng nào khác mà chỉ dựa vào lời khai của các bị cáo còn lại. Các luật sư cho rằng Quyết định này của quan tòa và viện kiểm sát là không thuyết phục, đã là người cầm cân nảy mực thì hãy cân nhắc mọi ý muốn tư thủ cá nhân, nên căn cứ vào luật pháp và tố tụng hình sự mà thôi. Nhiều người cho rằng cả quan tòa và viện kiểm sát đã có ý bao che cho thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, đáng lý là một quan chức cao cấp, ông Tuấn phải bị phạt nặng hơn, nhưng tòa đã sang rộng tay che chở. Trước tòa một lần nữa Nguyễn Anh Tuấn đã nhắc lại ý, không phải nhận hối lộ để chạy tội chạy án mà chỉ là giúp người vì giúp người cho nên mới mắc sai lầm, một ông thiếu tướng công an mà phát biểu như vậy mà tòa chấp nhận im lặng không nói gì, đặc biệt là khi ông Tuấn nhắc đi nhắc lại, tôi ngu thì phải chịu, tin người thì phải chịu, thương em thì phải chịu. Một ông thiếu tướng đã học pháp luật có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản mà lại lập luận kiểu đó, thế mà tòa chấp nhận không nói gì, không phản ứng gì. Giây phút kịch tính nhất trong vụ chuyến bay giải cứu đó là hình ảnh hàng chục chiếc xe của cảnh sát đã áp tải năm tư bị can nét mặt ai cũng trịnh trọng. Người căng thẳng nhất tất nhiên chính là Phạm Trung Kiên, thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế. Người nhúng tay nhận hối lộ 253 lần, tổng số hơn 42,6 tỷ đồng. Suốt một giờ đồng hồ, Kiên là người căng thẳng nhất, mắt y không rời các thành viên của hội đồng xét xử, hai mắt mở to nhìn trừng trừng, đôi môi cứ run rẩy. Kiên nhìn rất bồn chồn, hai chân thay đổi liên tục, dường như hai chân không còn chống đỡ nổi cho tấm thân, bị cáo toát mồ hôi, chờ đợi tòa tuyên án. Và cuối cùng cái phút sinh tử đó cũng đến, kiên vỡ oà nức nở như giải tỏa tất cả những bức xúc cho đến nay mà anh đã chịu. Hội đồng xét xử thấy mức án dở cột mà Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng cho Trung Kiên là tương xứng. Khi tòa đọc đến chỗ này, Kiên sắp cục ngã, tưởng như y sẽ ngất lịp. Tuy nhiên tiếp đó, quan tòa nói, tuy nhiên, cái chữ tuy nhiên của quan tòa mở ra bao hy vọng. Quan tòa nhấn nhả từng chữ, Tuy nhiên, quá trình truy tố xét xử bị cáo Kiên đã thay đổi lời khai, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải và đặc biệt là đã tác động gia đình khắc phục tổng số hơn 42 tỷ đồng. Ngoài ra có bố vợ và bố thẻ là thương binh, hội đồng xét xử nhấn mạnh là không thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội, chỉ cần áp dụng hình phạt tù để khuyến khích những người phạm tội ra đầu thú, đảm bảo giáo dục riêng, phòng ngừa chung. Bất chợt tòa án chuyển sang trường hợp của bị cáo Hoàng Văn Hưng. Quan tòa nhận định Hưng là điều tra viên cao cấp được phân công điều tra vụ án chuyến bay giải cứu. Anh đã nhiều lần lén lút gặp bị cáo Thanh Hằng tại nhà của thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội. Quan tòa cho rằng Tuấn đã khai đã chuyển 2,2 triệu đô la Mỹ mà Hưng đã nhận từ Hằng để lo chạy trọt cho Hằng và giúp đỡ sơn để hai người này không bị xử lý hình sự. Mặc dù Hoàng Văn Hưng đã bác bỏ, Hưng nói không nhận được tiền nhưng anh xác nhận đã nhiều lần gặp Hằng và có nhận trước gặp tại trụ sở cơ quan công an. Tòa đã có video clip. Mặc dù Hưng khai là không nhận tiền, tuy nhiên Hưng đã gặp Hằng tại nhà của Tuấn ngoài giờ làm việc mà không báo cáo cấp trên. Hội đồng xét xử nhận định không có căn cứ để kết luận rằng Tuấn, Hằng và Sơn vu khống cho Hoàng Văn Hưng. Và tòa đã thẳng thắn kết luận rằng việc Hưng kêu oan hoàn toàn không có cơ sở. Hội đồng xét xử cũng khẳng định việc nhận tiền cảm ơn là nhận hối lộ. Cho nên có một số bị cáo cứ mập mờ cho rằng hành vi nhận tiền của mình là do các doanh nghiệp cảm ơn họ. Đây là việc đánh cháo khái niệm rất tinh vi và thiếu sự thanh khẩn. Quan tòa cho rằng các bị cáo đang làm công việc theo nhiệm vụ của mình nên không thể coi là cảm ơn. Số tiền phong bì mà họ gọi là quà cảm ơn đó bằng cả một gia tài mà rất nhiều người mơ ước cũng không có được. Ngay sau đó, Tòa án Hà Nội đã tuyên án bị cáo Tô Anh Dũng 16 năm tù giam, đặc biệt là cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bị tuyên trung thần. Quá bất ngờ và đặc biệt là Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan cũng trung thân. Phạm Trung Kiên đã thoát án dở cột trong gang tấc và cũng bị tuyên mức án trung thân. Như vậy là ba án trung thân và bất ngờ lại một án trung thân nữa, đó là bị cáo Vũ Anh Tuấn, Phó phòng tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Đáng nói ai cũng sững sờ khi mức án dành cho Nguyễn Quang Linh, trợ lý của Phó Thủ tướng chỉ có 7 năm tù, thực sự khá nhẹ tênh ở cương vị như vậy. Còn phía Trử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Hà Nội cũng rất nhẹ nhàng, chỉ bị có 3 năm tù giam. Dưới góc nhìn văn hóa trong vụ án chuyến bay giải cứu, ta thấy có được những yếu tố đáng chú ý về giá trị và nhân cách của những người liên quan đến vụ án này. Trong số 54 bị can xuất hiện, nhiều quan chức cấp cao của các bộ ngành và địa phương, điều này cho thấy việc xâm phạm giới hạn đạo đức và sự tin cậy trong việc giữ gìn trách nhiệm công vụ của họ. Các cán bộ công chức được xem là những người có trách nhiệm đối với lợi ích cộng đồng, nhưng tham gia việc nhận và đưa hối lộ đã lợi dụng chức vụ của mình để đạt được lợi ích cá nhân không chỉ đánh mất lòng tin của nhân dân mà còn làm giảm uy tín của chính quyền và hệ thống tư pháp. Hà Nội phấn đấu không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 195 về việc thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm liên quan đến hệ thống hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, tình trạng ùn tắc giao thông còn xảy ra ở một số nơi. Được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2022 của ban cán sự đảng và tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, kế hoạch nhằm huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ theo quy hoạch, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, tiến tới xây dựng thủ đô có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường. Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu cụ thể là Phấn đấu tỷ lệ đất dành cho giao thông so với đất xây dựng đô thị tăng từ 0,25% đến 0,3%. Phấn đấu hàng năm giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Phấn đấu không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vận tải hành khách công cộng đảm bảo chất lượng, phục vụ hiệu quả. Phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng năm 2023 đạt 21,5 đến 23%. Hàng năm xử lý từ 8 đến 10 điểm thường xuyên ủn tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ủn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ ủn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông. Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải tái cơ cấu vận tải nâng cao thị phần vận tải đường sắt đường thủy nội địa giảm dân phụ thuộc vào đường bộ ngoài ra đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh gắn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn thành phố bên cạnh đó kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn nâng cao năng lực hiệu quả thực thi pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cứu hộ cứu nạn cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông